Mừng các bạn đến với video hướng dẫn tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài cái Vesta Hotspot Banner lên VPS của Amazon miễn phí 1 năm, cái Free Tiger đấy ạ. Trước khi đặt thì mình lưu ý các bạn một chút nha. Là thứ nhất là VPS của Amazon chỉ hỗ trợ 15GB băng thông một tháng, hay là gọi ở Việt Nam mình gọi là dung lượng mạng đấy ạ. Dung lượng mạng đấy ạ. Vâng, dung lượng mạng đấy quá 15GB thì bạn sẽ bị trừ tiền là khoảng 8 đô trong 100GB. Nếu nó trừ vào đầu tháng, nếu như mà tiền tài khoản của bạn không đủ, nó sẽ khóa VPS của các bạn. Nên các bạn chú ý là chỉ sử dụng cái này cho mục đích các website nhỏ thôi nhá. Website nhỏ là các website demo, như mình là mình sử dụng cho cái trang ủng ảnh của bạn IT đấy. Vâng, mình dùng ủng ảnh. Thì trước hết các bạn tạo một VPS cho mình là bạn vào Lawset Interanker. Bạn tạo một VPS cho mình là đây là 16.0.4LTH VHMM, bạn bấm vào đây. Nhất là cái dấu Free Tiger này nhá. Có một xích lệch. Ở đây các bạn chọn cái gói miễn phí đây, Free Tiger đấy ạ. Chọn VPS Lawset, bạn bấm vào đây luôn mình. Bạn là Lawset. Bạn tạo một cái cây per mới. Tạo một cái gì cũng được. Cái mình để ha đi, cái tên gì cũng được, bạn không quan trọng về cái này. Các bạn bấm download và bấm launcher. Nó sẽ tạo cho bạn một VPS mới. Rồi, trong khoảng 4 phút nó sẽ tạo cho các bạn. Trong lúc chờ thì mình sẽ làm hai việc. Thứ nhất là vào Security Group và tìm cái VPS các bạn, mắc để ý theo cái thời gian tạo là 9:25 nhá. Đây 9:25 đây. Đây các bạn vào nút Edit Inbox Scheduler. Ở đây nó chỉ mở cho các bạn cái cổng SSH thôi, các bạn chọn cho mình là All Traffic và cái địa chỉ IP này các bạn cứ để là 0000, cũng là tiếp nhận tất cả các IP truy cập vào cái VPS của các bạn, các bạn bấm Server. Ok, nó sẽ động mở cho các bạn. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ convert cái file PAM thành file PPK để sử dụng cho Putty. Các bạn nhớ là phải tải hai phần mềm là Puttygen và Putty nhá. Bạn lên mạng tải Puttygen và Putty, lên mạng bạn tải, các bạn gõ hai cái này đều có cả mà. Ok nhá. Hoặc là mình có thể để link dưới link YouTube các bạn một cái đường link hướng dẫn máy viết, bạn có thể vào đó tải cũng được. Bạn mở Puttygen cho mình nhá. Bạn vào load và tìm cái file tải lúc nãy. Bạn bấm vào nút on file này để hiện nó, để nó hiện lên nhá. Đây. Đây ok nhá. Các bạn chọn server free duplicate. Qua lưu trong nó như mình gọi laptop. Mình để tên là H. Ok, file H của mình đây. Ok, vậy là mình đã phòng xong hai bước rồi nhá. Và post và mình làm thành công. Bây giờ các bạn chỉ cần vào mode Interanker. Đã xong, đang còn cài đặt ạ. Giờ mình sẽ lấy thông tin kết nối. Các bạn lấy thông tin và copy cái phần này của mình này. Đây phần này đây. Copy cái phần này. Đây các bạn vào nút Putty, vào cái Putty này. Các bạn bấm vào đây, paste. Các bạn vào SSH, bạn vào author. Bạn vào cái phần này này. Chọn đến cái file lúc nãy. Đây file đi laptop này mà này. Xong bạn open. Nó tự động kết nối, bạn có hành cái gì các bạn biết cho mình. Rồi. Bây giờ cái quyền của nó là quyền Ubuntu, có nghĩa là cái quyền này này không phải là quyền root thì bạn không thể cài đặt được. Bây giờ mình sẽ sử dụng quyền sudo để lấy quyền root sudo .su. Đấy, lập tức nó sẽ hiện cho bạn quyền root. Bây giờ chúng ta sẽ thiên cài đặt. Ở trên trang web của mình thì mình có cái lệnh cài đặt đây, bạn có thể vào đó kéo coi. Nhưng mình không nhớ thì mình có sao phàm một tí rộng. Mình sẽ xem đấy các bạn. Cái lệnh sudo này mình đã cài rồi, chạy rồi. Thì bạn sẽ sử dụng hai cái lệnh dưới. Cái lệnh đây, cứ nhớ là cái lệnh này đã dùng rồi nhá. Rồi dùng hai cái lệnh dưới là ok. Đấy, mình sẽ copy hai cái lệnh dưới này. Rồi ok, nó sẽ hiện cái này, các bạn chọn giết. Có nghĩa là cài đặt và nhập email của các bạn vào như của mình ở đây. Của mình thì đây. Code name này là một cái địa chỉ website, các bạn điền gì cũng được, không điền cũng được, nhưng mình cứ điền bản là như một con cho mình. Rồi, ok, quá trình cài đặt sẽ diễn ra trong 15 phút để đỡ mất thời gian của các bạn. Thì mình sẽ tạm dừng cái đoạn này để mình tua cái đoạn này để các bạn có thể có thấy thành quả một cách nhanh nhất. Còn cài bạn chờ một chút nhá. Hay như vẫn còn chạy được khoảng 15 phút thôi. Cài này có cái phần lỗi này, bạn cứ kệ nó nhá. Cứ kệ kệ nó lỗi kệ nó kệ nó. Mình vẫn sử dụng được là ok nhá, không quan trọng cái phần này nhá. Ok. Tức là bạn đã cài đặt xong cái này. Thì các bạn chỉ cần mở trình duyệt lên và paste cái này vào. Sử dụng mà thôi. Hệ cái bảo lỗi bảo mật này, bạn cứ tiếp tục truy cập đi về cái chứng chỉ L này này. Là cái chứng chỉ tự ký chứ không phải là cái chứng chỉ do các nhà cung cấp nó ký. Nó hiện cái đỏ đỏ này, bạn yên tâm không có gì hết. Đây các bạn điền user password vào là ok. Một cái lưu ý nữa là trong cái Vesta panel này nó không hỗ trợ cái nó không hỗ trợ cho các bạn cái file manager. Thì bạn sẽ upload thông qua PTP. Bạn vào cái chỗ web này. Này. Bạn vào edit này, là bạn tạo một web mới. Thì bạn vào cái chỗ Guardian PTP.
bạn gọi BTP của các bạn vào của sân em ấy, mình cứ gọi là A B C cho mình, khẩu đi bạn là 1 2 3 4 5 6 7 9, một khẩu khác cũng được thì bạn thôi. Cái này thì các bạn cứ để nguyên, rồi để nguyên nó để trống, bạn bấm server. Rồi ok, bây giờ mình sẽ dùng một cái phần mềm nào đó để kết nối tới PTP nhá. Bạn yên tâm mình sẽ kết nối với PTP. Bạn có thể sử dụng phần mềm như Fazila, nhưng mình sử dụng cái WinSCP này, nên khuyên các bạn nên sử dụng cái phần mềm này vì nó kết nối khá là ok. Phần hotname bạn gõ là cái địa chỉ IP VPS của các bạn, chính là cái địa chỉ IP này 34.22.9.9.7.03, 34.22.9.9.7.103. Phần này bạn chọn là PTP, username là admin, cái các ABC. Cái phần này bạn có thể xem đây này, khi bạn gõ username vào nó sẽ hiện cái username của bạn ở đây này, đây username của bạn đây nhá. Mật khẩu bạn gõ là 1 2 3 4 5 6 7 8 9, long nhập, chờ nó một chút. Đây nó sẽ vào cái bút tích HTML và các bạn chỉ cần đưa cái website của các bạn vào trong này là ok nhá. Vào này là ok, sau khi làm xong bạn chọn IP đến cái website của bạn là sử dụng được đấy nhá. Xin chào các bạn đã xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong video tới. Xin cảm ơn.